Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm được thành lập tháng 6 năm 1997. Năm học đầu tiên, trường có 2 lớp với 88 học sinh và 20 cán bộ giáo viên. Đến năm học 2011-2012, sau 15 năm thành lập, trường phát triển 11 lớp với gần 500 học sinh. Đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên gồm 41 người có trình độ đào tạo 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 1 giáo sư, 2 thạc sĩ, 35 cử nhân. Đội ngũ giáo viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn và yêu nghề mến trẻ. Trường mang tên Lê Văn Thiêm, người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ toán, người khai sinh nền toán học đương đại Việt Nam, chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam, viện trưởng Viện Toán học, giám đốc trường sư phạm cao cấp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông còn là tổng biên tập đầu tiên của 2 tạp chí Toán học Việt Nam, là một trong những người sáng lập các lớp chuyên toán và tạp chí Toán học và Tuổi trẻ. Từ khi thành lập đến nay, thầy trò trường Lê Văn Thiêm phấn đấu đạt nhiều thành tích để xứng đáng với ngôi trường mình mang tên. Là một giáo viên được tham gia giảng dạy dưới một mái trường có cái bề dày truyền thống 15 năm như Lê Văn Thiêm, chúng tôi luôn ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giáo dục các em học sinh một cách toàn diện. Chính vì vậy mà bên cạnh cái mặt trí dục thì chúng tôi rất chú trọng mặt đức dục, đặc biệt là thường xuyên tổ chức cho các em có những cái buổi sinh hoạt ngoại khóa để các em có điều kiện để học tập, để vui chơi và có cơ hội, có điều kiện để thể hiện, để khẳng định mình. Và nhà trường rất là chú trọng về cái mặt rèn luyện các em về mặt kỷ luật, nề nếp. Nhà trường luôn tạo ra một cái môi trường học tập kỷ luật, nghiêm túc nhưng mà rất thân thiện để cho các em được phát triển một cách toàn diện. Với môn ngữ văn thì thực ra nó có một cái đặc thù của cái môn học, nó cũng khác với rất nhiều môn học khác. Chúng tôi luôn quan niệm một người giáo viên dạy văn còn là một người nghệ sĩ trên bục giảng. Bên cạnh việc dạy để cho các em hiểu, còn phải cần dạy cho các em hứng thú với môn học để các em thấy yêu mến và chủ động để tiếp cận với tác phẩm văn học. Như vậy thì mới có được một cái sự cảm nhận đầy đủ về tác phẩm và có được cái kết quả tốt trong mọi kỳ thi. Ngay từ khi mục tiêu của trường đề ra là đào tạo cho nước nhà những thế hệ học sinh không chỉ có kiến thức văn hóa mà phải có cả kiến thức xã hội, năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng cao, có ý thức vươn lên không ngừng. Với học sinh phổ thông, không chỉ thi vào đại học là con đường duy nhất. Vì vậy, trường Lê Văn Thiêm đã giáo dục học sinh một cách toàn diện, đồng thời định hướng nghề nghiệp theo hướng mở để sau này các em có thể đi vào nhiều lĩnh vực khác nhau phục vụ cho xã hội. Để tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao trong xã hội, nhà trường đã tổ chức thành công mô hình giáo dục toàn diện, giúp học sinh nâng cao năng lực tiếng Anh, nhất là năng lực giao tiếp, ứng xử nhạy bén, thân thiện, thông minh, cũng như hình thành thói quen phương pháp học tập, làm việc độc lập sáng tạo. Chương trình học có sự tiếp thu của chương trình giảng dạy quốc tế và giáo trình chuẩn quốc tế. Song song với nâng cao chất lượng dạy học, mỗi dịp lễ hội hay các ngày truyền thống của đoàn, trường Lê Văn Thiêm đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục đạo đức, hoạt động ngoại khóa nhằm động viên thúc đẩy học sinh học tập với tinh thần chủ động, sáng tạo. Hội trại nhân dịp ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 hàng năm đều được các đoàn viên tổ chức sôi nổi và có nhiều hoạt động giáo dục mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Các cuộc thi với các trò chơi dân gian như thi kéo co, nhảy dây, chơi cờ tướng, bóng đá, bóng bàn, võ thuật, thi vẽ tranh, thi nấu ăn, v.v. được học sinh hưởng ứng sôi nổi. Đây là cuộc giao lưu của học sinh nhà trường với học sinh các trường khu vực lân cận. Các em tham gia các cuộc thi văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc. Võ đường Thanh Phong đã có nhiều tiết mục biểu diễn võ thuật giao lưu với học sinh trường Lê Văn Thiêm. Học sinh phấn khởi và thêm yêu môn võ cổ truyền dân tộc sau khi xem các tiết mục biểu diễn của võ đường Thanh Phong.
Trường Lê Văn Thiêm đã đầu tư các phòng học đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo với đầy đủ dụng cụ giảng dạy và học tập hướng chuẩn hóa hiện đại. Trường tự hào là ngôi trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông cao trong các trường ngoài công lập trên địa bàn quận Long Biên, Gia Lâm, là địa chỉ tin cậy nơi phụ huynh gửi gắm con em mình. Các thầy cô giáo và các em học sinh có một cái gắn kết mà tôi nhìn trong cái khung cảnh mà tôi cảm thấy giác là mình rất yên tâm để gửi gắm con cái mình vào trong một cái trường môi trường xây dựng tương lai cho mình, gia đình mình phát triển sau này. Cấp 2 là cháu nhà tôi là nó mải chơi, nó cũng có phần nào đó là nó bị hỏng kiến thức. Nhưng vào đây là được các thầy, các cô là quản lý, cách quản lý là rất chặt chẽ. Đấy. Để đem đến những cái con cái nó không có một cái thời gian nào lơi lỏng để nó đi làm những cái việc mà không đúng với lại trong cái chương trình của nhà trường đặt ra. Là con tôi tiến bộ, đang từ một học sinh trước là đang từ học sinh yếu, bây giờ trở lên một học sinh tiên tiến, là tôi rất vui. Cái sự tiến bộ là vượt bậc đấy, so với gia đình tôi, chứ còn như thế là tôi đã thấy ở cái trường này đã là đem lại cho tôi một cái tương lai sáng, rất sáng. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo gần 2.000 học sinh với tỷ lệ vào đại học cao đẳng hàng năm là 30%. 13 thế hệ học sinh Lê Văn Thiêm đầu tiên đã ra trường. Mỗi em chọn một hướng đi riêng nhưng đều thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Có em về công tác tại các cơ quan trung ương, địa phương như em Lê Đức Lợi làm việc tại Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, em Nguyễn Tùng Lâm công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường, em Lâm Quang Sĩ, biên tập viên Đài VOV, em Nguyễn Ngọc Tú, cơ phó đoàn bay Việt Nam Airlines. Có em tiếp tục con đường học tập tại nước ngoài như em Quách Hương Giang, bảo vệ luận án thạc sĩ tại Pháp, vân vân. Em học ở trường đã gần 2 năm rồi ạ. Em chọn trường bởi vì là các cô giáo đây được các cô giáo rất nhiệt tình ạ, nghiêm khắc ạ, trong mọi vấn đề ạ, dạy bảo học sinh ạ, cho đến cách chỉ bảo từ văn hóa con người ạ. Gia đình em và em cũng tin tưởng để chọn vào trường Lê Văn Thiêm ạ. Em ấn tượng nhất với là các thầy cô giáo đã chỉ bảo tận tình từng ly từng tí một ạ, để dạy chúng em từng bước ạ, để phát triển nhân cách con người ạ, cũng như là dạy về học tập ạ. Các cô giáo luôn tạo những cái giờ học giãn giờ ạ, để cho chúng em thoải mái học tập, không bị căng thẳng quá. Nhà trường cũng tạo mọi điều kiện hoạt động để cho bọn em tham gia học hỏi, tìm hiểu các kiến thức ạ. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường còn quan tâm đến việc giáo dục ý thức, rèn luyện đạo đức cho các em học sinh. Bên cạnh việc quản lý chặt chẽ nội quy, kỷ luật học đường, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động giàu ý nghĩa như ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ nạn nhân động đất Nhật Bản, viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Gia Lâm và các phong trào thể dục thể thao, hội khỏe phù đồng, giải bóng đá báo an ninh thủ đô nhằm nâng cao tinh thần cũng như trí lực cho các em học sinh. Dạy chữ thì đã khó nhưng mà chưa khó bằng làm cho người ta có ý chí. Để thực sự là như vậy, trên trường chúng tôi đã vượt qua những cái này điều này. Thì trong thời gian tới cũng như là thời gian đã làm thì thực ra là cái nhiệm vụ quản lý học sinh thì nói chữ thế thôi, ai cũng biết là quản lý học sinh thế nào cho tốt, nhưng mà không đơn giản. Chúng tôi thì đã thấy từ đầu là thế này, tốt nhất là quản lý nhà trường là phải quản lý biến thành tự quản lý. Tức là mỗi giáo viên tự quản lý lấy cái giờ dạy của mình, lấy mình học sinh trong lớp là phải tự quản lý lấy cái lớp học mình. Bản thân học sinh là phải tự chủ động trong lớp mình. Cho nên cái việc mà học sinh chủ động để mà học được là một điều hết sức quan trọng. Nhưng mà lại rất khó trong nghề như tôi nói trên, tức là cái tinh thần chủ động của nó rất yếu. Đấy, cho nên cái mục tiêu của chúng tôi là đang chuyển dần từ cái quản lý dưới cái dạng ấy thành tự quản lý để cho làm sao cho nó có hiệu quả. Và nếu mà chúng tôi được chuyển từ tự quản lý, tức là ý thức của học sinh được thay đổi, giáo viên tự trách nhiệm hơn thì rõ ràng kết quả của trường sẽ tốt hơn. Từ những kết quả đã đạt được,
thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm trở thành một ngôi trường mẫu mực, xứng đáng với tên tuổi vị giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam. Nhà trường đang tiếp tục tự lực cánh sinh, táo bạo, thực hiện các chủ trương chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng, của Nhà nước, của thành phố, từng bước xây dựng cơ sở vật chất ổn định, khang trang, sạch đẹp, vươn tới hiện đại. Thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống nhà giáo đạt các tiêu chí, phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp. Kiên trì thực hiện phương châm, chăm lo tới từng học sinh, giúp đỡ mỗi trò đều tiến bộ, làm cho chất lượng giáo dục và đào tạo nâng cao qua từng năm học. Không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, tìm tòi cách làm mới, phấn đấu từng bước đưa nhà trường trở thành trường có phong trào xây dựng, trường học thân thiện, học sinh tích cực mà Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã phát động. Những năm học tới sẽ là năm học tiếp tục đánh dấu sự vươn lên của trường Lê Văn Thiêm trên con đường xây dựng nhà trường phổ thông hiện đại, chất lượng cao với nhiều ý tưởng phát triển và sự đổi mới quan trọng. Bằng sự phấn đấu của toàn trường, với kinh nghiệm và thành quả đã đạt được, hứa hẹn trường Lê Văn Thiêm sẽ gặt hái nhiều thành công trong những năm học tiếp theo.